Một con muỗi nhắm vào cậu bé đang ngủ, sau đó dùng chiếc miệng đầy kim tiêm của mình đâm vào tay cậu bé. Chẳng mấy chốc con muỗi đã hút đầy một bụng máu của cậu bé. Cậu bé này tên Bibi. Hóa ra chính vào buổi sáng, nhà trường tổ chức cho học sinh đi tiêm phòng, nhưng nhìn mũi kim dày và to xuyên qua da, Bibi lại sợ hãi lùi lại, trốn ở dưới cuối hàng, cuối cùng thậm chí còn trốn đi. Nhưng đến buổi tối rất nhanh một con muỗi đã nhắm đến cậu. Ái chà Bibi à, để chị đây tiêm cho em một mũi nha. Đảm bảo em không hề đau mà ngứa cơ. Con muỗi cứ vậy mà hút no một bụng máu, vi khuẩn trên người nó cũng kém miếng, khó chịu muốn ké tí. Được rồi, đi ăn đi, tạm biệt anh chị muỗi nha. Vi khuẩn vô cùng táo bạo xâm nhập vào cơ thể Bibi. Vi khuẩn sốt rét nói có thể khiến Bibi bị bệnh sốt rét, lúc thì lạnh đến phát run, lúc thì nóng đến mồ hôi đầm đìa. Virus não tị nói nó có thể theo đường máu vào não của Bibi, khiến cậu bị viêm não, để cậu bị sốt, đau đầu, hôn mê, co giật, thậm chí là tử vong. Hai con vi khuẩn bàn nhau muốn lấy cái mạng nhỏ của Bibi. Một lúc sau liền gặp Hồng Cầu. Hai vi khuẩn cũng tiết nước bọt, chúng giả làm bạn với những em gái Hồng Cầu xinh tươi, dùng phương thức khiêu vũ tiếp cận họ từng chút một. Lúc này cánh tay của Bibi đã bắt đầu sưng tấy lên. Còn vi khuẩn nhân lúc họ không chú ý, nuốt Hồng Cầu vào miệng. May mắn thay, hành vi này đã nhanh chóng bị phát hiện. Hai con vi khuẩn cũng không giả vờ nữa, trực tiếp dỡ bỏ lớp ngụy trang. Chúng bắt đầu như điên ngấu nghiến mấy em Hồng Cầu xinh tươi. Bibi cũng bắt đầu dùng mình vì lạnh, trực tiếp vùi đầu vào trong chăn. May thay lúc này Bạch Cầu chịu trách nhiệm lao tới. Nó chiến đấu với vi khuẩn, chỉ vài đòn đã đánh chúng xây sẩm mặt mày. Đám vi khuẩn bắt đầu chơi đều. Hai bọn chúng thổi khí độc về phía Bạch Cầu. Bạch Cầu bảo vệ, bị nghẹn liên tục ho không ngừng. Chỉ một lúc sau liền gục ra đất. Lúc này Bibi cũng bắt đầu sốt cao. May thay bác sĩ Gấu Trúc đến kịp thời. Họ lập tức truyền dịch cho Bibi. Chỉ một lát sau, một đội binh lính hùng hổ xông vào cơ thể Bibi. Vi khuẩn gặp kẻ thù, nhanh chóng giả vờ thành mấy em Hồng Cầu xinh tươi. Đứng lại, mấy người là cái thứ gì? Chúng tôi là Hồng Cầu. Chiến binh cầm đầu lấy gương chiếu yêu ra soi. Không ổn rồi, mau chạy thôi. Hóa ra là vi khuẩn sốt rét và vi khuẩn viêm não. Các binh lính không ngừng đuổi theo đám vi khuẩn. Vi khuẩn bị tấn công bắt đầu không ngừng nhân lên. Khi các binh lính sắp bị bao vây, may thay viện binh đến kịp thời. Họ lôi đại bác ra bắn phá vi khuẩn, như vậy mới quét sạch bọn chúng được. Bibi à, con phải nhớ, sau này không được sợ tiêm phòng nữa. Con nhớ rồi, con không sợ kim tiêm nữa. Bibi suốt ngày nằm dài trên sofa ăn quà vặt, kết quả mỗi khi đến giờ ăn cậu đều không chịu ăn cơm. Không, con không ăn đâu. Ôi, bảo bối của mẹ con phải ăn cơm rồi. Đối mặt với sự ép buộc của mẹ, Bibi chỉ đành nhận lấy bát cơm. Thế nhưng cậu lại nhân lúc mẹ không chú ý để cơm xuống dưới đất, sau đó gọi gà vào ăn. Khi còn nhỏ có bao nhiêu người đã từng làm chuyện này? Mọi người để lại comment ở phần bình luận nha. Sau đó đến cả thịt trong bát cũng cho gà ăn luôn. Thấy chú gà ăn vui vẻ như vậy, Bibi liền đổ hết ra cho gà ăn, đổ hết một bát cơm. Cậu lại còn muốn mẹ cho mình bát nữa. Người mẹ nghe vậy liền vô cùng vui mừng, vội vàng mang cho Bibi một bát trứng to. Bibi cầm lấy trứng gà, nhân lúc mẹ không để ý đổ hết cho gà trong sân ăn. Kể từ khi nghĩ ra trò này, mỗi ngày Bibi đều ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Sau đó đến giờ ăn tối, đều sẽ đòi mẹ cho mình ăn thật nhiều. Mẹ thấy vậy thì vô cùng vui mừng, cảm thấy sức ăn của con mình rất tốt. Không biết rằng cậu đem toàn bộ số thức ăn lén lút cho gà ăn hết, vì để mẹ vui lòng. Ăn hết một bát lại muốn thêm bát nữa. Tiếp đến mẹ lại mang đến một cái chân giò lớn, chớp mắt đã vào miệng gà. Còn có cá kho tộ, rồi lại thêm bát cơm nữa. Hết bữa này đến bữa khác khiến gà nhà béo muốn ná thở. Cho đến một hôm người mẹ bê đến một bát canh thịt, lúc này mới phát hiện Bibi đã gầy đi trông thấy. Người mẹ vô cùng hoảng sợ, ngay khi bà đang thắc mắc sao con gà đi vào trong. Ế, sao gà gì mà béo như heo vậy, Bibi thì lại gầy như vậy. Thân hình con gà béo tương phản với thân hình gầy gò của Bibi. Kết quả dây tiếp theo, Bibi cảm thấy chóng mặt rồi ngất đi. Mẹ Bibi sợ hãi lập tức khóc lớn. Thế là trước tiên bà đi đến hiệu thuốc Tây mua một đơn thuốc, sau đó lại đến tiệm thuốc Đông mua ít thuốc Bắc, lại đến tiệm thuốc mua ít thuốc bổ. Thầm nghĩ mấy thứ này nhất định có thể trị khỏi cho Bibi. Lúc này Bibi cả ngày tinh thần kiệt quệ, vô cùng ủ rũ. Mẹ thấy vậy lấy thuốc tiêu hóa đút cho cậu uống, đút hết thuốc bổ não cho Bibi uống, hoàn toàn coi cậu thành một lọ thuốc. Uống thuốc xong mẹ cho rằng cậu nhất định sẽ ổn lại. Kết quả Bibi thực sự lấy lại được tinh thần, nhảy ra khỏi giường la hét đòi ăn. Mẹ lập tức giết con gà béo ở trong nhà, nấu canh cho cậu ăn. Tiếp đến bắt đầu đút cho con trai ăn một bát cơm to, cả một con cá, một con gà mái. Ăn hết mấy thứ này rồi vẫn không đủ, trong lòng người mẹ cũng vui như nở hoa. Lần này thì Bibi cuối cùng cũng có thể tìm lại số thịt đã mất. Sau một thời gian ăn uống vô độ, người mẹ vui đến ngất trời, vì con trai đã lớn thành một cậu nhóc mập mạp. Như này thì con giống mẹ rồi. Cơ thể do quá béo khiến cậu xuống giường vô cùng khó khăn. Mẹ sợ cậu bị lạnh, vội vàng mặc quần áo cho cậu, nhưng cậu đã không còn mặc vừa quần áo nữa. Mẹ cố gắng kéo quần lên, kết quả không sao làm nổi. Lúc này Bibi đột nhiên đau nhói, Bibi lăn lộn trên mặt đất vì quá đau. Mẹ nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện. Bác sĩ Gấu Trúc sau khi kiểm tra phát hiện cậu bị thiếu chất dinh dưỡng.
từ đó dẫn đến chứng béo phì ở trẻ em. Mẹ nói cháu là người được nuôi nhiều chất dinh dưỡng nhất. Đúng vậy, cháu còn ăn rất nhiều thịt. Bác sĩ nói ăn quá nhiều cũng không được. Hậu quả của việc kén vô tội vạ hoặc là gầy như que củi, hoặc là béo phì, mỗi thực phẩm đều có giá trị dinh dưỡng riêng. Nhưng rau là thứ ai cũng phải ăn, bởi vì nó rất giàu các loại vitamin khác nhau. Giải quyết vấn đề vẫn là nên chú ý tập thể dục. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể khỏe mạnh. Sau một thời gian điều dưỡng, Bibi đã thực sự trở lại hình dáng khỏe mạnh ban đầu. Những ngày sau đó Bibi không còn kén ăn nữa, thịt rau gì cậu đều ăn, đồng thời kiên trì tập thể dục hàng ngày. Cả nhà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cuối cùng chúc cả nhà có một cơ thể khỏe mạnh nha.